ẩu hủ tiếu mật. Mình đã chuẩn bị nguyên liệu sẵn rồi, nên là hả, khô mực mình đã nướng rồi nha các bạn. Và đây là hả, xương với mực, mực ống. Mực ống này là nhỏ. Giờ mình đi làm sa tế. Giờ mình làm sa tế chứ. Sa tế của mình cũng xong rồi các bạn. Bây giờ tới mình bắt nước lên, mình nấu nước lèo. Bây giờ mình chờ cho nó sôi xong rồi mình sẽ bỏ xương vô ha. Bây giờ mình đi xé mực. Khi mình chờ đợi mình xé mực này ra các bạn. Xé ra to to chút, tại vì mực này hơi nhỏ. Nước cũng đã sôi và ấm rồi các bạn. Mình sẽ luộc mực trước. Luộc mực trước rồi mình bỏ xương sau nha các bạn. Mực cũng chín rồi các bạn. Mình vớt ra ha. Giờ mình bỏ xương vô. Thank you.
bỏ khuôn mực nướng hồi nãy, rồi nãy mình nướng sơ mình xé ra nha, vừa vừa giờ mình bỏ vô luôn nha các bạn, cho nó ra nước cho nó ngọt. Ô, tứ mực nấu cũng đã xong rồi các bạn. Giờ mình ăn trưa. Mực thì mình nại chấm với lại muối tiêu xanh. Đó, này có mực tươi với phần mực xương. Chợ này hay có bán mấy mực ống nhỏ nhỏ mà cực kỳ tươi luôn nha các bạn. Mình mua về mình lâu lâu mình hấp dừa với là mình có thể mình nấu hủ tiếu với mực chấm với tiêu xanh. Ngon. Mời các bạn ăn chưa cơ trưa luôn ha.